Chào mừng các con học sinh lớp 4, lớp 5 yêu quý. Các con thân mến, ở buổi học lần trước, cô giáo đã hướng dẫn các con những nhận biết về các dấu hiệu chia hết. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tìm các dấu hiệu chia hết theo điều kiện. Và ở bài này, chúng mình có những điều kiện nào và có những bài tập nào, cô trò mình cùng lần lượt vào từng ví dụ nhé. Đầu tiên, cô sẽ mời các con vào bài tập số 1. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài nào. Bài tập số 1. Cho 4 chữ số 0, 5, 4 và 9. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau, thỏa mãn điều kiện chia hết cho cả 2 và 5. Các con nghe lại nhé. Cho 4 chữ số 0, 5, 4, 9. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau, thỏa mãn điều kiện, chia hết cho cả 2 và 5. Như vậy, với bài này, chúng mình phải thực hiện yêu cầu lập số có 3 chữ số khác nhau. Các số có 3 chữ số này chỉ là những số có ở trong bài, đó là những số 0, 5, 4, 9. Trong các chữ số này, chúng ta hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau. Và những số này phải là những số chia hết cho cả 2 và 5. Vậy thì chúng mình sẽ lập luận như thế nào và chúng mình sẽ tìm ra sao? Cô trò mình cùng nhau giải. Trước tiên các con thấy là những số chia hết cho 2 thì là những số chẵn có tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8. Những số mà chia hết cho 5 là những số có tận cùng là 0 và 5. Vậy thì bây giờ chia hết cho cả 2 và 5 thì số đó chỉ có tận cùng là 0 thôi. Chúng mình sẽ có số chia hết cho cả 2 và 5 có tận cùng là 0. Như vậy trong trường hợp này có 4 chữ số 0, 5, 4 và 9 thì chữ số 0 đứng ở hàng đơn vị. Khi đó chúng ta không còn lựa chọn những chữ số 0 ở vị trí các hàng chục, hàng trăm nữa, mà các chữ số còn lại chúng ta mới chọn ở vị trí hàng trăm. Vậy thì ta lập được bao nhiêu số và yêu cầu khác nhau thì cô trò mình sẽ lập được những số sau. Các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 5 thỏa mãn điều kiện đề bài. Trước tiên cô chọn chữ số 5 ở vị trí hàng trăm, cô sẽ lập được số 540 và số 590. Yêu cầu của bài là số chia hết cho cả 2 và 5 nên chữ số 0 nó đã đứng ở hàng đơn vị rồi. Vì vậy, với chữ số 5 ở hàng trăm, ta sẽ có hai lựa chọn ở hàng chục, đó là chữ số 4 và chữ số 9. Bây giờ ta chọn chữ số 4 ở hàng trăm. Thì hàng đơn vị là 0 rồi, chúng mình sẽ có hai lựa chọn ở hàng chục, đó là chữ số 5 và chữ số 9. Ta lập được số 450 và số 490. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn chữ số 9 đứng ở vị trí hàng trăm. Khi đứng ở vị trí hàng trăm chữ số 9 thì chúng mình sẽ có hai lựa chọn ở hàng chục. Đó là hàng chục bằng 4 và hàng chục bằng 5. Cô sẽ lập được 940 và 950. Như vậy chúng ta sẽ lập được tất cả là 6 số các con ạ. 6 số trên chính là 6 số thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Như vậy, người ta yêu cầu chúng mình là lập các số có 3 chữ số khác nhau, thỏa mãn điều kiện, chia hết cho cả 2 và 5, với điều kiện là số đấy chỉ xuất hiện các chữ số 0, 5, 4, 9. Thì chúng ta đã lập được 6 số như vậy. Các con thấy bài toán của cô đã hướng dẫn các con xong rồi đấy. Và chúng mình bài này thì chúng mình khá đơn giản vì chúng mình lập các số có 3 chữ số khác nhau, chia hết cho cả 2 và 5 thì ta cho 0 ở hàng đơn vị. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn sơ đồ nhánh cây để chúng ta lập được các số như thế kia. Cô có thể hướng dẫn các con lại cái sơ đồ nhánh cây để khi mà các con lập các con không bị lẫn. Đầu tiên là chữ số 5 ở vị trí hàng trăm thì ta sẽ có hai lựa chọn, hàng chục là 4, hàng chục là 9 và duy nhất chỉ có chữ số 0 đứng ở hàng đơn vị. Như vậy ta sẽ lập được 540, 590. Tương tự như vậy thì nếu chữ số 4 đứng ở vị trí hàng trăm, ta cũng có hai lựa chọn ở hàng chục, đó là 5 và 9.
Còn hàng đơn vị thì chúng mình chỉ duy nhất có một lựa chọn, đó chính là chữ số 0. Và tương tự như vậy thì cuối cùng chữ số 9 đứng ở vị trí hàng trăm, ta có hai lựa chọn, đó là 4 và 5 ở vị trí hàng chục. Còn hàng đơn vị cũng lại duy nhất là chữ số 0. Nhìn vào đây các con sẽ dễ dàng nhận thấy chúng mình có tất cả 6 số: 540, 590, 450, 490, 940 và 950 theo đúng yêu cầu của đề bài mà cô vừa hướng dẫn. Cô trò mình đã hoàn thành bài tập số 1 rồi đấy. Và bây giờ thì chúng mình đến với bài tập số 2 nhé. Nào, cô mời các con cùng tìm hiểu nội dung của bài tập số 2.